Ông bà mình đã từng nói tiền nào của đó, ý nói là những giá trị thường đi kèm theo giá tiền. Trước màn hình anh chị mình, đây là khu xóm Hố của xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ngay gần với quốc lộ 1A. Hôm nay Trung sẽ review một mảnh vườn diện tích 1.000 m² ngay đây luôn, và giá theo Trung thì tương đối cao so với mặt bằng khu vực. Nhưng mà anh chị xem hết video theo dõi để biết tại sao giá nó cao hơn nhá, cũng như là để nghe Trung chia sẻ những ưu điểm và nhược điểm của mảnh vườn ngày hôm nay. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh Trung Đỗ chuyên nhà đất Đồng Nai. Đỗ Trung nhà đất Đồng Nai nhận ký gửi review bất động sản. Đây là khu dân cư xóm Hố nha anh chị. Khu này được xây dựng quy hoạch như một khu đô thị, đường rất là rộng. Đường lòng đường này đã rộng là 6 m, còn vỉa hè hai bên, mỗi bên vỉa hè rộng 4 m nữa. Tính ra là cái đường này rộng tới 14 m nha. Thì đây là đường đi vào của cái vườn của mình luôn. Vườn mình ngay đi thẳng cái đường này vào. Đây đi xuống khoảng mấy trăm mét nữa thôi. Rất là gần nhá. Bây giờ Trung sẽ chạy từ đây đi vào tới vườn của mình luôn để anh chị biết được tại sao cái vườn này giá nó lại cao hơn so với bình thường nhá. Đây là đường cũng chạy thẳng ra 200 mét là ra quốc lộ 1A nhá. Bây giờ Trung sẽ chạy thẳng từ đây xuống mảnh vườn nhá. Mình sẽ thả dốc có chỗ đoạn đầu đường từ khu dân cư này đi xuống. Đoạn này hơi dốc nhá. Đường bê tông rất là rộng như này. Nói chung là xe hơi, xe tải gì đều đi được. Có một cái hơi là nó hơi dốc thôi. Đây, chỗ này là dốc đất này. Này mà đi xe đạp là không có đạp lên được đâu. Đi xe đạp, nếu mà đi xe đạp là phải đẩy ngược lên nhá. Rất là dốc, mất một đoạn khoảng mấy chục mét. Đoạn đường này thì cũng chưa có hiển thị trên sổ nha mọi người. Đường thì đường đi chung 4 m, nhưng mà đường bê tông và tận nơi luôn, và chưa có hiện trên sổ nha. Đây, vườn của mình đã tới rồi đây. Chính là cái vườn này nha. Đây là cái mảnh vườn của mình đấy anh chị. Đường mình thì là đường 4 m nhá. Đường này thì xe ô tô có thể đi vào được. Kích thước của mảnh vườn mình là sát từ cái tường rào đó kéo xuống đây là 16 m nhá. Ngang 16 m, dài vào 60 m. Tổng diện tích là 1001 m vuông vức nhá. Đất trồng cây lâu năm. Trên vườn mình thì đang trồng măng cụt đây. Măng cụt này thì đã cho trái rồi nha anh chị. Măng cụt này là trồng, người ta trồng cũng phải 7 8 năm, gần chục năm rồi đó. Giờ thì hết mùa măng cụt rồi nên là mình sẽ không cuối mùa rồi. Hầu như là hết mùa rồi mình sẽ không thấy trái nữa. Có măng cụt và chôm chôm nữa này. Bên này thì là chôm chôm. Chủ đã có gắn hệ thống pet tưới tự động đây rồi nhá. Đầu tư hệ thống pet tưới tự động đầy đủ. Để mà mùa khô ấy, mình có thể tưới tiêu một cách nhẹ nhàng, đỡ mất công sức. Bên này có cây bưởi này anh chị, bưởi da xanh. Vẫn còn trái rất là nhiều này anh chị. Đó. Nhìn chung là vườn này tổng đang cho thu hoạch tất cả các loại cây ăn trái đều đang cho trái nhá. Bưởi, chôm chôm, măng cụt. Ôi, bên này có cây sầu riêng mà nó bị chết mất rồi này. Tiếc quá này. Cây này là cây sầu riêng bị khô, chết mất. Rất là uổng. Bên tay trái này là của nhà hàng xóm, người ta làm rào rất là đẹp này. Người ta làm rào lưới, rào mới ấy. Vườn mình thì chất đất đen này anh chị. Đất đen pha sỏi này. Ở phía dưới này thì nó đất nó hơi nghiêng nghiêng thoai thoải về bên phải này nha anh chị. Đây họ mới trồng xen thêm cây mấy cây chôm chôm nhỏ này. Còn những cái cây lớn này thì đều đã có trái hết rồi nhá. Những cây lớn này thì họ phải trồng chủ họ trồng các cũng phải cả 4 5 năm rồi. Những cây chôm chôm ấy, còn cây măng cụt thì lâu hơn. Tại vì măng cụt là cái loại cây nó lâu sống lâu lớn ấy. Cây nó cứ nhỏ nhỏ như này thôi. Nhưng mà nó nhiều tuổi rồi anh chị. Mới hết mùa. Nên là bây giờ măng cụt chuẩn bị ra cái đợt lá mới. Ra đợt lá mới là sau sang năm là những cái búp này này. Mỗi cái trái, những cái búp lá này sẽ có trái nhá. Trái nó mọc ở những cái búp lá mới như này. Bên này thì chủ họ có đào mương thoát nước rồi đây. Tại vì mương thoát nước để cho vườn của mình nó không bị ngập úng ấy.
cái vườn bên này thì nó cao hơn, đất nó nghiêng nghiêng qua bên này thì thấp xuống nhá. Đây nè, cái mương thoát nước. Đây là cái ui bưởi, cây bưởi này trái quá trời luôn anh. Bưởi da xanh. Nói chung là bưởi này cây cũng lâu năm rồi nhanh. Trái chịu cành luôn này. Đây là cái gốc của nó, gốc bưởi này rất là lâu năm rồi nha. Đây có cây chôm chôm cũng là lâu đời này, đây cái gốc cực kỳ lâu nhá. Mấy cái cây chôm chôm nhìn thấy cái tán cái gốc nó xẻ rễ nó ta xẻ ra cũng là lâu năm rồi. Chúng sẽ đi quay tới cuối đất luôn. Quay từng cây để cho anh chị mình biết. Cái vườn này thì ưu điểm là cây trái trên vườn rất là đẹp. Vườn có cây trái rất là đẹp, măng cụt, chôm chôm, bưởi. Có sầu riêng nữa này. Bên này chủ có trồng thêm cây sầu riêng này. Tất cả loại cây đều đang cho ra trái. Và vị trí của nó thì rất là gần quốc lộ ấy, gần khu đô thị. Nó sẽ phù hợp với anh chị nào mà muốn vừa có vườn mà lại vừa hưởng được các tiện ích của khu dân cư, gọi là giống như ở đô thị ấy. Thì cái vườn này là rất là phù hợp nhá. Chính vì vậy mà giá nó sẽ cao hơn, cao hơn so với mặt bằng chung của xã Hưng Lộc. Thì cũng tùy vị trí đấy anh chị. Có những vị trí gần thì giá nó rẻ, gần thì giá nó sẽ cao hơn, còn xa thì giá nó sẽ rẻ nhá. Thì phía cuối này thì có hàng rào sẵn rồi nha anh chị. Người ta cũng có, thứ nhất là trồng hàng dâm bụt này, dâm bụt rồi có ca sẵn lưới B40 nữa nha. Cũng nhìn chung là danh mốc rõ ràng, không có sợ lấn danh gì hết á. Đây có cây chanh không hạt này, cây chanh giấy không hạt. Chanh lại ưa cái bóng mát đấy, nên là chanh mà dưới cái bóng dâm này này thì trái rất là mọng nước luôn. Chanh không hạt, chanh giấy. Chanh này thì ưu điểm của nó là rất là thơm và không có hạt. Đây đi thẳng ra phía sau này, dòng này là người ta có rào lưới hết bên này rồi, bao bọc và vòng quanh đất rồi nhá, bao lưới B40 hết rồi. Đất của mình được rào rõ ràng, có gắn hệ thống phét tưới tự động. Đây là chủ mới đổ phân dê, nó sẽ thấm từ từ nuôi những cái cây lớn lên. Đây anh chị thấy là những cái cây măng cụt rất là xanh tốt này. Hết cái đợt trái vừa rồi, bây giờ ra đợt non để bắt đầu dưỡng sang năm cho mùa trái mới đây. Măng cụt rồi là sầu riêng cũng có, chôm chôm, bưởi, mít. Có hệ thống pét tưới tự động đầy đủ hết rồi. Giá 1.450.000.000. Thì như Trung cũng có nói là ưu điểm của cái mảnh vườn này là thứ nhất là cây trái trên vườn rất là đẹp. Và cây trái có giá trị. Măng cụt này, chôm chôm, bưởi. Rồi có cả sầu riêng nữa, mít. Rồi tiếp nữa là cái vị trí nó rất là gần, rất gần khu đô thị. Hạ tầng nó hoàn thiện đấy anh chị. Tức là từ cái khu xóm hố, khu dân cư đó, chạy xuống đây chỉ 200m thôi là tới khu dân cư xóm hố đi vô đây. Nên là giá sẽ cao hơn những cái ô đất vườn phía trong đơn thuần nhá. Và từ đây đi ra tới ngã tư Dầu Dây thì khoảng 2 cây số thôi. Đi ra quốc lộ thì khoảng mấy trăm mét, 200-300m là ra quốc lộ 1A. Và đi ra ngã tư Dầu Dây, anh chị ở Sài Gòn thì đi về đây chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi. Dạ, chào anh nhá. Vườn này chất đất rất là tốt nha anh chị, đất đen này, màu mỡ cực kỳ luôn. Và đi ra tới khu đô thị ấy, khu hạ tầng ngoài đấy thì rất hoàn thiện như đoạn đầu video chúng có nói. Chính vì vậy mà cái giá nó sẽ cao hơn những cái mảnh vườn mà ở trong sâu nhá. Vừa gần đô khu đô thị lại vừa có đất vườn, lại gần quốc lộ, nên là cái giá nó cũng hợp lý thôi. Tùy theo cái nhu cầu của anh chị để mình có cái lựa chọn phù hợp. Trên kênh của Trung thì có rất nhiều nhà vườn, đất lớn nhỏ khác nhau, cũng nhiều loại giá từ, nhưng mà theo Trung thì cái nào nó cũng có giá trị riêng của nó.
giá tiền thì thường đi theo với giá trị của vườn, của đất, của bất động sản. Đây là đường đi vào, cái đoạn này nó hơi dốc này. Phía cuối này, đi thẳng đây vô thì còn có nhà dân ở trong này ở đấy nhá. Có cái nhà phía cuối đây này. Đó. Vườn rất là xanh tốt. Đó là toàn bộ thực trạng cái lô đất. Diện tích nó chỉ có 1.000 mét thôi nên là cũng không quá rộng. Vừa đi vừa phải là thấy hết vườn rồi. Phù hợp với anh chị mua làm cái vườn nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, ở Sài Gòn về làm cái nhà vườn để nghỉ dưỡng. Lại không quá xa, có thể đi làm đi về thành phố. Từ đây mà đi lên tới trung tâm thành phố Biên Hòa thì đâu đó khoảng ba mấy cây số nhá. Khoảng 3, 2, 3 cây số thôi. Bây giờ sẽ mời anh chị mình xem những hình ảnh trên Flycam. Đây là hình ảnh nhìn từ ngoài khu đô thị xóm Hố xuống vị trí mảnh vườn của mình nhá. Đi thẳng chỗ cái nhà, chỗ trung chỉ cái mũi tên này. Vị trí mũi tên chính là chỗ lô đất nhá. Đi thẳng cái đường đoạn đầu video chúng thả xuống dốc đó. Ngay mảnh vườn kế căn nhà như này đây. Đi vào sâu trong nữa thì có một hộ gia đình cũng đang sống ở trong đó. Đó chính là cái căn nhà mài ngói màu nâu đó nha anh chị. Nguyên cái mảnh vườn mình là mảnh vườn kế căn nhà đó. Từ vị trí mảnh vườn nhìn ra khu đô thị đây. Rất là gần. Cái ưu điểm của thửa đất này là gần quốc lộ này, gần khu đô thị, được hưởng tiện ích tất cả mọi thứ. Và nó có vườn cây ăn trái cũng đã cho thu hoạch sẵn rồi. Đường xe hơi vào tận nơi. Còn một vài nhược điểm của nó, thứ nhất là đường chưa hiển thị trên sổ nha anh chị. Đường chưa hiển thị trên sổ thì nó cũng là một cái điểm trừ rất là lớn. Tuy rằng là có đường đi vào bao không tranh chấp, nhưng mà chưa hiển thị trên sổ thì sau này ví dụ có muốn chuyển đổi mục đích lên thổ cư thì cũng phải cần một bước nữa. Thứ hai là cái giá nha. Giá thửa đất này chủ đang mong muốn bán với giá 1.450.000.000 1.000 m². Đối với mặt bằng chung đất trồng cây lâu năm, đất vườn mà giá như này thì khu vực Hưng Lộc thì cũng tương đối cao. Nên là anh chị cũng có thể cân nhắc tham khảo nếu mà anh chị nào muốn mua gần quốc lộ, gần khu dân cư thì cân nhắc nhá. Thì mảnh đất nào cũng có ưu điểm và nhược điểm nên là Trung cứ trình bày chi tiết quan điểm cá nhân của Trung. Và sổ này thì là sổ đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư và hiện giờ khu này cũng vẫn đang là quy hoạch đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích lên đất ở được nhá. Đó là toàn bộ thông tin từ vị trí này. Đây là khu xóm Hố. Xa xa phía ngoài kia là khu đô thị, là thị trấn Dầu Dây. Từ vị trí đất của mình đi ra ngã tư Dầu Dây thì đâu đó khoảng độ tầm hơn một cây số thôi là ngay ra chỗ cầu vượt đó. Anh chị mà đi ngược lên Biên Hòa thì đâu đó khoảng 25-27 cây số là lên tới công viên 30 tháng 4. Còn nếu mà đi lên về tới Suối Tiên thì cũng phải tầm tới 40 cây, trên 40 cây số nhá, đi thẳng quốc lộ 1A này. Còn anh chị đi đường cao tốc thì xuống ngay điểm cuối của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rồi đi ngược lên trên vị trí lô đất này, nhìn chung là đường cũng rất là dễ đi nhá. Rồi trên đây là Trung đã review chi tiết đầy đủ thông tin của thửa đất mảnh vườn ngày hôm nay. Anh chị nào nếu mà có nhu cầu hoặc cần thêm thông tin gì nữa thì cứ để lại ở dưới comment góp ý hoặc là chia sẻ khen chê gì đều được, Trung sẽ ghi nhận và chỉnh sửa nhá. Có gì cần, anh chị cần hỗ trợ gì thì cũng cứ nhắn tin cho Trung qua số điện thoại trên màn hình. Xin được kết thúc video tại đây. À, anh chị ủng hộ cho kênh một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.